Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay đi làm về thì tụi mình cũng định ghé một cái tiệm nào ăn hamburger nè. Thì bây giờ trên đường lại nhà hàng đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái trên đường chạy lại nhà hàng đó như thế nào nha. Rồi phong cảnh mùa thu ở đây như thế nào. Rồi khi nào tới thì mình sẽ quay cho các bạn xem mình ăn những gì. Nè các bạn thấy ở ngoài bên đường người ta đi bộ nó có mấy cái cột vàng vàng này không? Là để người ta xe đạp của thành phố á. Thì người ta sẽ cho những người đi bộ ai muốn chạy thì lấy chạy nhưng phải trả tiền nhưng cũng rẻ thôi. Để nhiều khi những người mà lại bộ đi xa thì người ta lấy xe đạp để chạy nó đỡ mỏi chân hơn. Hôm nay trời mưa cũng lâm râm thôi chứ không có lớn. Ngoài đường thì giờ này cũng là khá vắng xe. Thường thường là giờ cao điểm là 4 giờ đến 5 giờ chiều thôi, nhưng mà giờ này mới có khoảng gần 3 giờ chiều nên xe chưa đông lắm. Mọi người ơi, bây giờ thì mình chuẩn bị qua quẹo theo cái đường mà trên bán đường nè, còn khoảng 1000m nữa là tới cái chỗ nhà hàng mình sẽ ra ăn nha. Vàng quá trời đẹp luôn. Mọi người thấy không? Bên phải là
xe nè. Bãi đầu xe ở đây thì khi mình vào thì cửa nó được động mở nha mọi người. Xong rồi tới cái chỗ bấm vé thì mình hạ cửa sổ xuống nè, mình hạ cửa sổ xuống mình bấm vé thì cái mình bấm vé, khi bấm vé thì cái thanh màu vàng này nó sẽ mở lên để cho mình vào nha mọi người. Khi ra thì cũng vậy, khi ra thì mình đút cái vé vào cái máy đó thì nó sẽ mở lên cho mình ra. Bãi đậu xe đây thì mình được đậu 2 tiếng miễn phí, mà hơn 2 tiếng thì nó tính mình 1 đồng 1 tiếng nha mọi người. Ok, bây giờ mình tới trong bãi đậu xe thì mình bây giờ mình ra khỏi xe nha mọi người. Bây giờ mình đang trên đường đi vào cái chỗ nhà hàng nè. Nó có thang máy nhưng mà thang máy đông quá nên mình đi bộ nha mọi người. Đi bộ lên chỗ nhà hàng. Đây. Mình vào tới trung tâm rồi nha mọi người. Trung tâm này có bán quầy thuốc tây nè. Tiệm bên đây là tiệm bán thức ăn cho thú. Đây là quầy thuốc tây. Ở đây ta có chỗ này là chỗ người ta bán bánh kem. Đầy đủ loại bánh kem. Mọi người thấy không? Nhiều loại bánh kem đó. Hấp dẫn không? Đây, cái nhà hàng này là mình sẽ vào ăn nè mọi người. Đây. Nhà hamburger này nha. Mình qua. Rồi. Bây giờ tại vì ở đây bây giờ có dịch bệnh nên bây giờ nó không có cho lưu quay đặt nữa, thì bây giờ mình đặt ở trên máy thì luôn. Bây giờ nó thấy trên đây nó có hiển thị mấy cái đồ ăn trên đây có, nhưng mà bây giờ mình ăn bây giờ mình đặt ở đó thôi. Đây là phần 3 phần hamburger của ba anh em mình. Còn đây là nước. Đây là phần 3 ly nước uống nha. Còn bên đây nè. Bên đây là cái đây là cái khoai tây chiên. Nóng hổi luôn nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Nóng hổi luôn, rất là ngon. Rồi bây giờ mình đi lấy từng gà với cái gia vị chấm nè, mọi người thấy không? Bây giờ cái khoai á, cái khoai thì mình đổ ra ngoài. Bây giờ nó có muối sẵn rồi, nhưng mà bây giờ nó có ở đây nó có cho mấy cái gói nem này nha mọi người. Nó cay cay á, thì mình có thể bỏ lên trên để mình ăn. Nó ngon hơn. Đổ ra ngoài đi, xong rồi. Đổ vậy. Lên. Mình đổ ra ngoài xong rồi mình đổ cái hạt nêm lên nha mọi người. Nè mọi người thấy không? Khoai vừa mới ra.
còn rất là nóng luôn. Xong mình bỏ cái hạt nêm, cái gói nêm lên á. Bây giờ mình chấm thêm một cái chuẩn bị á. Cái tương cà thì ăn rất là ngon nha mọi người. Tay rất là giòn mọi người ơi. Cực kỳ ngon luôn. Nè mọi người thấy không? Cái hamburger mình vừa cắn nó có hai tầng, hai lớp bò luôn. Lớp trên cùng là bò với cheese. Xong dưới là có salad nè, cũng sốt nè, có bò nè. Cái bánh rất là to nha mọi người. Rất là hấp dẫn. Ok, bây giờ mình ăn xong thì mình cứ đi chợ mua đồ xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình đang trên đường về nhà. Hôm nay mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và subscribe cho mình. Hẹn mọi người ở video sau của mình nha. Bye bye. Thank you.